Vâng, trung tâm điện tử Tám Hoa xin chào các bác anh em nhé. Và trở lại video clip buổi sáng ngày hôm nay, xin giới thiệu các bác anh em test thử một cặp loa 3 đường tiếng PV 358S bass 40 trung 20 một tép kèn, thùng gỗ bọc da. Đây bên em tuyển được hai cặp loa zin và đẹp xuất sắc. Đây, loa chất lắm các bác nhá, loa chất lắm. Đấy, bass 40 từ 16 côn từ 14 côn họng 63. Đấy. Với kích thước chiều cao của dòng 358S thì thiết kế là 67cm, ngang là 54, sâu là 40. Đấy, thì cặp loa zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Đấy, cặp loa đang giá đầu tư là 16 nhá, bác nào có nhu cầu liên hệ bên em nhá. Và hai cặp đẹp lắm. Rồi ok, bây giờ em test thử nhá.